các bạn, vào ngày 24 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trường Quang, sinh năm 1986, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi bắt xe từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh để ghi lại quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông, ngày 10 tháng 9, đối tượng gọi điện đến phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu tên là Sơn, phóng viên của một tờ báo và yêu cầu chuyển khoản 140 triệu đồng để được bỏ qua. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông phía Nam yêu cầu gặp Quang để làm việc, nhưng Quang không gặp và yêu cầu chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Trường Quang, sau đó tắt máy và không liên lạc lại. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã điều tra xác định đối tượng tự xưng tên Sơn nói trên, tên thật là Nguyễn Trường Quang, là lao động tự do, không phải là phóng viên. Được biết, Quang đã thực hiện chót lọt 4 vụ cưỡng đoạt tài sản khác trên các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Định với tổng số tiền lên tới 250 triệu đồng. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý.